rồi trả lại clip mới quay ba con Ducati, hai con Ducati màu vàng đây các bạn ơi, vàng máy 125 nè, máy 125 này, máy máy bự chạy mạnh lắm nha các bạn, mà giấy 110 ha anh Đào. Cái dòng xe này sao mà thiết kế ngộ vậy ha, nó chế hơn được cái cục máy, hơn tay cục máy ha, mà hình như là mới là 30 mấy triệu ha, 3 mấy triệu anh, 16 7 triệu vậy hả? Đúng rồi, mắc hơn kia 10 triệu. À, rồi mà mình bán cũ là ra nhiêu? Hiện tại con này bên em bán 20 triệu à. Nó nhích hơn mấy con 110 có 5 triệu ha. Đúng rồi. Mà máy được máy 125. Nó thiết kế cục máy gan là của Chanel ha, mà mấy cái này còn mới quá ha, đóng bụi nè các bạn. Rồi ra mới chát nè. Cái cục thùng dầu nó cũng còn mới nè. À, để bọng đây mình quay từ từ cho các bạn xem ha. Mâm nó thiết kế cũng khác luôn đó. À, mâm khác luôn ha. Ba bô à. Bô thiết kế cũng khác luôn. Các mẫu đĩa còn rất là bén ha, đĩa chưa có hao sự hao mòn gì nhiều nha các bạn. Chút nó gọi thằng chút nó già. Phột còn ta làm cái xe màu vàng, cái phột màu vàng nó rất là đẹp ha các bạn. Mấy cái gì thắng nè. Em dầu rồi nè, rất là mới ha. Cái thiết kế của cái máy 125 nó công công ảnh ảnh đây gan của một khu Chanel á, khu Chanel GT, khu Chanel Kim rồi đó, FI rồi đó, cái cục máy nó thiết kế giống vậy. Ở mấy xe này nó không có cái chỗ đạp hả anh Đào? Không à. Đạp không à? Nó hết bình của nước mình để đẩy luôn hả? Bình ổi. máy thiết kế gan khu Chanel ha, có mấy cái con này gan ha. Giá 20 triệu rất là dễ chơi nha các bạn. Xe Odo bao nhiêu ngàn Đào? 7.900 anh. Odo 7.900. Đây nè các bạn, đó, 7.900 ha. Mấy cái cây này là theo xe luôn hả? Đâu lại rồi anh, mi đông vinh đó bên đây. Quay cho anh em coi. Mi đông vinh tròn đó ha. Mi đông vinh đó, mi đông tròn. Mi đông này đậu. Cho nấu máy là nghe tiếng máy được chắc không? Xe đậu nên có sự tắc nha các bạn, kéo le đồ ấy thì nó đậu lên. Máy đậu hông dài. Xe đậu hông dài. Nổ tiếng ba bộ nổ phình đã nó cứng á, tiếng nó cứng. Xe này Ducati mấy anh em tuổi trẻ người ta thích hơn là người lớn tuổi, tuổi trẻ là thích chạy Ducati, nó dán là dán mô tô mini mà nó chạy nhẹ ghê à, nó chạy nhẹ ghê à, cái máy đi hào à. Cái tiếng máy nó cứng lắm, cái tiếng máy nó cứng ngay gần khu Chanel hả các bạn. Hai chục triệu giá Odo 9.000 cây mà chúng ta ngại được đâu 16-17 triệu, 16-17 triệu mà xe còn rất là mới luôn. Rồi để mình quay bảng số rồi mình qua cái con khác, anh em nhớ cái bảng số của từng chiếc xe, ví dụ mình muốn mua thì mình coi bảng số ha, rồi mình điện nó bảng số em nó là 67J182518 ha. Rồi qua cái con này đi các bạn ơi, là 67B230687 cũng ba bô máy 125 luôn. Con này cũng còn khá là mới, là khá mới mới Odo nhiêu mà còn mới với anh ta. Năm ngàn ba. Bởi vì quá mới nè. Giá ra đi nó nhiêu anh Tèo? Xe này hiện tại bên em bán ra là 20.500 anh. Nhích hơn con kia 500.000 ha. Mà nó mới hơn con kia nhiều ha. Và cho chúng ta có nhiều xe cho chúng ta lựa chọn dễ lựa ha các bạn. Xe này mới chát nè, ốc tán đâu nè. Đó, đĩa nè, cổ còn 7 màu hết trơn ha. Cái phuộc còn 7 màu ha. Rồi, cục thun nó còn trắng nhách luôn nè bạn. Mấy cái bốn con ốc của đầu bò nó còn mới chát ha. Mugi còn mới, bình xăng con còn mới chát, chưa có gỉ mồ hôi, chưa có tối bình xăng con luôn ha các bạn. Xíu sườn xíu máy nè. Mấy cái xe ở đây thì anh Tèo bán là giấy tờ hợp lại ha. Rồi anh em là muốn sang tên sang giấy tờ thì thêm 600-700 ngàn tiền phí nữa cho cò nó đi làm nha các bạn. Ở đây thì anh Tèo có hỗ trợ, có người cò đi làm giấy là vô sang tên cho các bạn luôn đó. Nhưng mà phí đó là phải chịu thêm, tại vì ở đây bán xe lại mấy trăm ngàn chiếc, nhiêu đó thì
người ta đâu có chịu phí cho mình nữa. Máy 125 thì cũng cứng ngắt hay găng máy bên kia ha, để anh quay cái dàn chân cho các bạn xem ha. Dàn chân thì nó cũng còn xanh sạch đẹp, chưa có cái sự, nó có cái miếng này để nó bảo vệ cái dàn chân nè, miếng sắt này bảo vệ bộ phận xe máy ở dưới. Dàn chân chưa nghỉ mồ hôi gì cho nha, xe còn khá là mới. Có một số bạn ta chưa có am hiểu về dòng xe Ducati, nó tưởng là xe Ducati là xe Nhật không, mà không phải, nó là Trung Quốc hợp tác với Thái Lan nên máy nó đóng Thái Lan, còn mà nó làm máy nó dựa theo máy của Phu Chanel nên nó chạy rất là êm. Xe chiếc màu vàng bên đây mình thấy còn mới, mà bên kia cũng mới, mà bên đây còn mới hơn nữa, bị nó mắc hơn bên kia 500 ngàn. Rồi tới con Ducati màu xanh này luôn, chào anh. Này là đời máy đây. Nó 2019 à. Mới đây luôn hả? Mới có 1000 mấy à. Hầu đô là 1183 cây. 83 cây. Cái này gắp ở Long Xuyên, có hàng đến tiếng Pháp. Còn hai chìa khóa luôn hay gì? Hai chìa khóa còn đủ. Giá con này là nhiêu? Cái này hiện tại bên em bán ra 21 triệu đó. Máy 125 luôn hả? 125. Máy bự nè, máy 125. Mốt triệu, bị nó mới đây mà nó còn mới hơn hai con kia nữa nên nó giá nó cao hơn xíu ha. Mà mình cũng ngại các bạn ơi, mình mua xe này mình cũng ngại ra rất là nhiều, mười mấy triệu, 16 triệu nếu mình mua xe mới thôi, với xe này là mình ngại ra được 16 triệu. Mâm đĩa rồi cũng còn quá là mới luôn. Mình quay vòng vòng con này kỹ kỹ cho các bạn xem, như con này còn rất là mới, nếu mà có nhiều bạn kia nó bạn thích mua thì lựa con này là rất ok, mà máy nó còn chấm nước sơn còn 7 màu luôn nè. Thiết kế cục máy y gan của một con Chanel luôn nên máy nó rất là ấm, nên nước sơn ốc tán còn 7 màu ha. Cái cây gác chân này nó còn mới, có chữ bong chóc tí xíu nhẹ, không có thành vấn đề. Mấy cái này nó cũng còn mới toan. Dàn máy ở dưới này vệ sơn cũng còn mới chát luôn nè, chưa chỉnh sơn luôn á anh ơi. Có ngàn mấy à? Ngàn mấy, nó chưa tăng đưa, nó chưa có cái dấu hiệu chìa khóa dặn dẹo ốc nào, chưa có ha các bạn. Cái phuộc ở trong cũng còn mới chát ha, yên bọng rồi cũng còn mới chát ha. Cho nó máy con này thử anh ta, máy con này chắc còn mới nè. Nước sơn con còn mới chắc luôn nha các bạn, ốc còn 7 màu chơi nè. Xe này 21 triệu quá rẻ các bạn. Máy mạnh khỏe ha. Dòng 125 này chúng ta đi chạy kéo nó nhẹ re, ra đường trường chạy thấy nó nhẹ re. Đời mới nên mình mát luôn ha. Đây bạn số em nói đây. Số Long Xuyên. Ai cần thì liên hệ các bạn. Ba bô nó cũng còn mấy con ốc này nè, các bạn coi nè, còn mới chát luôn. Con ốc này nó chưa có sự thay nhớt nữa, hay nhìn cái nắp nhớt nè, nó ốc sườn, ốc máy rồi nè, còn mới toan. Bình xăng con còn mới toan. Chẳng là chẳng cây kim là thêm gì đó ha, nè nói gì đó, cây này nguyên hết luôn, khiến chìa khóa này kia còn đầy đủ hai kiếm rồi ba ha. Còn quá mới mà, mới có ngàn mấy cây mà chúng ta rẻ được mười mấy triệu, 16 triệu à. Xe mới 37 thì bán 21 rẻ được 16 triệu. Rồi đại khái con này gì đi các bạn ơi, đĩa sao này chưa quay bản số, quay đĩa rồi này kia cho các bạn xem kỹ, rồi mình sẽ xin tắt cái clip này. Rồi đĩa sao heo dầu này còn quá mới luôn, mấy cái này còn mới chát luôn.
mấy cạn này còn mới chát vỏ rồi. Vỏ còn luôn, cắt vỏ luôn anh Tèo. Bánh chưa mở mà. À. Bánh chưa chưa có cái sự giá vỏ ha. Rồi anh em nào nhanh tay thì con Ducati này còn, các bạn Ducati này quá mới luôn. Rồi đại khái vậy đi các bạn ơi, mình sẽ xin kết thúc và clip tại đây. Rồi, ai có thấy quan tâm về kênh mua bán xe cũ của mình thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn, để được cập nhật những clip mới tiếp theo ha. Rồi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại ha.